not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Tiền của người dân vùng Đàm Thủy này. Và đây chính là nơi mà chúng ta thấy những cái chiếc ghe của người dân đi biển. Nếu như mà nhìn thông thường ở đây thì mình sẽ thấy chiếc ghe này hơi nhỏ hơn xíu, đúng không ạ? Và những dụng cụ đánh bắt thì cũng đơn giản, mình nghĩ là ở gần bờ thôi. Và đây chính là một trong những cái mà mình có thể thấy được ở đây. Và cái thứ hai nữa là mình thấy cái sự ngăn nắp trong cái việc neo đậu. Mình đang đứng ở một cái cầu, cái lối đi ra như thế này. Và thường là một cái chỗ này người ta chia ra làm hai, cái thuyền đậu vô một cái khu vực như thế này, và cũng có những cây như thế kia để mà có thể neo đậu tàu thuyền. Nói chung là khá là ngăn nắp, người ta làm khá là quy củ. Đấy là cái cách mà người ta làm biển ở đây. Nhưng mà nhìn có vẻ là không có những cái tàu thuyền lớn, để mình xem được có hay không nhé. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Chia sẻ với các bạn một xíu về Đàm Thủy. Đàm Thủy như chúng ta biết thì với tên gọi của nó sẽ là Hu Quy, có nghĩa là nơi bắt đầu của dòng sông. Và khi mà chúng ta quan sát bản đồ Đài Loan, chúng ta sẽ thấy khu vực phía Tây Bắc đây chính là nơi bắt nguồn của dòng chảy Đàm Thủy. Dòng chảy này sẽ chảy xuyên suốt qua hai thành phố Tân Bắc và Đài Bắc. Và về mặt hành chính thì nó là một trong những huyện ven biển phía Tây Bắc của thành phố Tân Bắc.
Đây là một trong những điểm dừng chân quan trọng trên hải trình của các tàu thuyền đến với khu vực Đông Nam Á. Và về mặt giao thông thì phải nói đây là một trong những khu vực giao thông đường thủy quan trọng về phía Bắc của Đài Loan. Và đó chính là một trong những cái cảng biển lớn thứ hai tại Đài Loan sau Cao Hùng. Thì các bạn đến nhé. Bởi vì thực sự thì Đàm Thủy so với những cái địa điểm khác gần Tài Bay thì đây là một trong những cái nơi rất là xa, khá là xa. Dường như nó là ở trạm cuối và xa nhất, cũng như xa nhất so với việc là đi tàu điện ngầm đó các bạn. Nên đến đây cũng là một cách để trốn Tài Bay, đúng không? Nhưng mà Đàm Thủy không phải là thuộc về Tài Bay các bạn nha, nó thuộc vào New Tài Bay. Đấy. Và nếu như các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy rằng là tại khu vực phố Đàm Thủy này các bạn sẽ có những công trình kiến trúc với kiểu dáng khác nhau. Vì sao như vậy? Thật ra thì Đàm Thủy không chỉ bắt đầu của dòng sông tự nhiên mà ở đó còn có là dòng chảy văn hóa mang tính Đông Tây tại Đài Loan. Vào thế kỷ 17 thì khu vực phía Bắc của Đài Loan có người Tây Ban Nha và người Hà Lan chiếm giữ. Và cùng cái thời điểm đó thì cái sự giao thương buôn bán phát triển rực rỡ. Và sau đó thì Đàm Thủy trải qua quá trình cai quản của nhà Thanh và Nhật Bản, hoạt động thương mại cũng mạnh mẽ hơn. Và những cái nhà buôn thì giao lưu cùng với các nhà buôn từ phương Tây đến. Và thương nhân địa phương cũng đã giao dịch với thương nhân nước ngoài, các phố xá và công trình kiến trúc mọc lên. Chính vì vậy mà tạo cho Đàm Thủy những cái diện mạo khác nhau, ngoài cái công trình kiến trúc truyền thống của người dân thì còn có những cái công trình kiến trúc mang kiểu phương Tây.